chào các bạn. Hiện tại là khoảng 9 giờ rưỡi tối ngày 11 tháng 7 2023. Và đây là đường Ngô Gia Tự, quận 10. Bây giờ các bạn xem nè. Phố chuyên danh trang trí nội thất quận 10. Phố chuyên doanh trang trí nội thất quận 10. Các bạn có hiểu gì không? Có thể gọi cái này là một cái bảng các bạn ha. Và cái bảng này thì mình thấy cũng khá lâu rồi, thì lần đầu tiên mình thấy á, là mình không có hiểu lắm các bạn về cái từ phố chuyên danh. Không hiểu cái chữ chuyên danh đó. Thực sự là mình hỏi chuyên danh là gì. Rồi mình lên báo mình xem thì họ giải thích là phố chuyên danh. Chuyên danh có nghĩa là chuyên kinh doanh. Rồi mình lật cái từ điển là từ điển trên mạng các bạn mới đây thôi, thì cũng như là chuyên doanh có nghĩa là chuyên kinh doanh. Có nghĩa là từ chuyên doanh là từ rút ngắn của từ chuyên kinh doanh. Mình lớn lên ở Sài Gòn và thực sự mà nói là trong mấy chục năm qua mình chưa từng nghe cái từ này luôn. Và trong cuộc sống hàng ngày á, khi mà chúng ta nói chuyện á, là chúng ta nói là chuyên kinh doanh một sản phẩm, một lĩnh vực nào đó. Ở đây là vật liệu xây dựng các bạn. Thì nghe từ chuyên doanh nghe nó làm sao á? Nó lạ quá. Lạ quá. Bản thân nó là một cái từ Hán Việt mà họ cắt đi chữ kinh đi. Chẳng hạn là chuyên làm ăn, chuyên buôn bán gì đó thì phải là chuyên kinh doanh. Vậy chuyên danh là gì? Đây là một cái từ mà cảm thấy là từ mới. Và thực sự là không biết là các vị tiến sĩ hay là những nhà sáng tạo về ngôn ngữ học tạo ra từ này, hoặc là một ai đó tạo ra từ này có thể giải thích rõ ràng hơn. Mình thấy trên báo chí hiện tại cũng sử dụng là chuyên doanh, chuyên danh vật liệu xây dựng. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày mình có nói gì không? Không ai nói gì hết. Mình nói là chuyên kinh doanh một lĩnh vực nào đó, chuyên kinh doanh một sản phẩm nào đó, thì nghe nó thuận, gọi là nó cái miệng nó thuận hơn đúng không? Bình thường là nói rồi ra Ngô Gia Tự đi. Ngoài đó chuyên bán Cái nào đó. Gói mền. Không, chuyên kinh doanh cũng là rất là rõ ràng, là nó rất là lịch sự. Chuyên kinh doanh một lĩnh vực nào đó, nhưng mà nghe chuyên doanh thì thực sự nó rất là kỳ luôn á, không hiểu sao nữa. Nói chuyện vô chút xíu về một số cái từ ngữ ở Sài Gòn trong những năm gần đây các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ chạy qua một khu vực khác nữa và các bạn sẽ thấy cũng rất là vui. Chúng ta đi nha. Trước khi đi mình nói chút xíu các bạn về văn hóa, về ngôn ngữ. Thì chúng ta thấy là Hà Nội có 36 phố phường, cái đó là rõ ràng rồi, rất là đặc sắc, đậm nét luôn. Mình ra ngoài Huế thì mình rất là thích một cái từ, đó là từ kiệt. Tức là ngoài đường, rồi hẻm tới kiệt. Kiệt là một cái con hẻm nhỏ hơn như Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì trường chúng ta có cái đường, rồi hẻm. Hẻm có hẻm lớn, hẻm nhỏ. Chứ chúng ta không có sử dụng cái từ phố nhiều lắm. Thường là đường xá, đường hẻm, hẻm lớn, hẻm nhỏ. Và bây giờ hình như là họ đang sử dụng cái kiểu gọi là cái từ phố đặt vào cho từng khu, từng khu, từng khu. Mình thấy là thực ra mỗi một miền, mỗi một vùng địa lý nó sẽ có một cái văn hóa đặc thù. Nó là cái đặc trưng tạo cái sự đa dạng. Xâm lấn văn hóa. Xâm lấn thì nghe nó hơi lớn, nhưng để chỗ là mình nghĩ là cái sự đặc trưng văn hóa của mỗi vùng miền nó tạo ra cái sự đa dạng nó hay hơn. Còn việc chúng ta cố chúng ta đẩy một cái vùng văn hóa sang một vùng văn hóa khác khác, nó kỳ kỳ sao á. Chúng ta còn mặt ở phố Sức Khỏe quận 10 các bạn. Phố Sức Khỏe ha, nằm trên đường Sư Văn Hành. Bây giờ chúng ta sẽ chạy tiếp tục con đường Sư Văn Hành này các bạn. Hồi nãy chúng ta mới thấy Bệnh viện Nhi Đồng ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem con đường này có những gì. Đây, chúng ta chạy theo con đường Sư Văn Hành quận 10 ha. Bên góc tay trái xa xa đó chính là Vạn Hạnh Mall. Và trên con đường này số lượng khách sạn rất là nhiều. Rồi karaoke, rồi quán ăn, rồi cà phê các bạn. Thì ngoài cái Bệnh viện Nhi Đồng ở góc đằng kia nãy chúng ta quay, đi tới khoảng độ cuối con đường này chúng ta sẽ thấy là Bệnh viện Nhân dân 115. Rồi chúng ta thấy vài phòng khám đa khoa. Thì không biết có phải như vậy mà họ gọi đây con đường này là phố Sức Khỏe. Mình đang chạy về hướng của Bệnh viện Nhân dân 115 các bạn ha.
Bây giờ các bạn quan sát đường xá nè. Thực sự á, nếu như mà họ sử dụng cái từ phố sức khỏe thì mình lại muốn đổi một cái từ cho bệnh viện. Mình muốn đổi cái từ đó là từ nhà thương, nghe nó hay hơn rất nhiều. Và chạy tới đây, bên phía tay trái trước mặt các bạn chính là Bệnh viện Nhân dân 115 nha. Và chúng ta sẽ đi hết con đường này, sau đó chúng ta sẽ chạy về hướng của chợ lớn. Và ở đó có một cái phố, mới có một cái tên các bạn, là phố Cưới Hỏi Chồng Cao. Như vậy là khu vực chợ lớn, bây giờ ngoài phố Đồng Y có thêm cái phố Cưới Hỏi Chồng Cao nữa các bạn ha. Rồi tiếp tục chạy tới đây, cuối con đường Sư Văn Hạnh các bạn ha. Đó, vẫn là phố Sức Khỏe, quận 10. Ngoài kia chính là Tô Hiến Thành. Tiếp tục chạy về hướng chợ lớn. Đây chính là khu vực chợ Bình Tây, chợ lớn ha. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái đường Tháp 10, quận 6. Chạy thêm chút xíu nữa chúng ta sẽ quẹo trái vào đường Chu Văn An. Rồi, đợi chút xíu các bạn ha. Đang đèn đỏ. Đây, chúng ta quẹo trái vào đường Chu Văn An. Rồi sau đó chúng ta lại quẹo trái vào đường Lê Quang Sung. Ngay khi chúng ta quẹo trái vào đường Lê Quang Sung, các bạn sẽ thấy phố Cưới Hỏi Chầu Cao. Chúng ta đã tới nơi các bạn ha. Đây là con đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6. Và các bạn thấy nè, bây giờ họ đặt ở đây là phố Cưới Hỏi Chầu Cao, chợ lớn. Khu vực này thì buổi sáng thì mình thấy có bán chầu cao các bạn. Một cái cảm giác không hiểu nói làm sao nữa. Nó là lạ các bạn ha. Có phố Đông Y ở đường Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãng Ông, rồi phố Chầu Cao, rồi phố Vàng Bạc ở khu vực chợ Hòa Bình, rồi phố gì nữa không ta? Phố Lồng Đèn. Phố Lồng Đèn. Phố đi bộ. Phố đi bộ không nói. Phố Tây. Nó cũng là những cái tên phố mới được đặt mà, phố đi bộ á. Cảm giác nó là lạ ở Sài Gòn sao các bạn ạ? Với một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn các bạn, thì mình thích dùng cái từ khu hơn. Như là khu bán chầu cao,
khu bán thuốc bắc, khu bán cá cảnh, khu bán một mặt hàng nào đó mình nghe nó thương thương dân dã hơn. Mình không có quen với cái từ phố, có vẻ mình nghĩ là từ phố thì nó hợp với ngoài 36 phố phường ngoài Hà Nội nhiều hơn. Ở Sài Gòn này chúng ta có xóm củi nè, xóm cải nè, xóm chiếu nè, nghe rất là thương thương. Thì thực sự mình muốn là những cái từ như thế này vẫn còn được sử dụng các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Cả ngày hôm nay ở Sài Gòn thực sự mà nói là trời rất là nóng luôn á. Tới 9 giờ, 10 giờ tối vẫn còn cảm thấy nóng. Chạy ngoài đường mới cảm giác nó mát mát mà thôi.